À, cả nhà thì mình làm bánh tráng sushi nha cả nhà. Ở đây mình có là ba cái bánh tráng, mình để lên như thế này nè nha cả nhà. Ở đây mình có mè đen và mè trắng nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ pha lộn xộn.